Này chị Hến ơi, chồng đi công tác suốt thế có buồn lắm không? Buồn nẫu ruột ra ấy chứ cô Ốc ơi. Ai chẳng muốn chồng kề cận sớm hôm, nắng mưa sớm tối còn có người mà ôm vào lòng. Chồng em đi vắng có một hôm mà trong người cứ bứt rứt thế nào ấy, thiếu mùi hôi nách của anh ấy là em không ngủ được. Thế mà anh nhà chị cứ đi vài tháng mới về một lần mà chị vẫn chịu được. Em cũng nể chị thật đấy. Vì công việc thì biết làm thế nào được. Giờ tôi vừa làm bố vừa làm mẹ, cực lắm. Hay là chị tuyển thêm một con trống nữa đi, để khi ngứa ngáy còn có người gãi chứ. Cô ăn nói vớ vẩn. Đã làm vợ là phải trung tình, lăng nhăng lít nhít đánh mất mình như chơi, lại còn mang tiếng cả đời. Chị cứ son sắc trung tình, ở nơi xa chưa chắc anh đã giữ mình được đâu, khéo lại buông lưới thả câu, năm thê bảy thiếp thì đau đầu chị ơi. Có phải ai cũng giống ai đâu. Tôi là tôi tin nhà tôi lắm. Lấy chồng bộ đội mà cứ đi công tác suốt thì kẻ cũng thiệt thòi thật. Có chồng mà cũng như không, ruộng nương cỏ dại mênh mông tùm, khối người phải nhờ hàng xóm cày bừa dùm. Cô càng nói càng liên thiên rồi đây. Đối với tôi, chồng xa thì mặc chồng xa, vẫn mong vẫn đợi vẫn là vợ ngoan. Ấy à ơi, ngủ bố mày đi. Bà ơi, bóng đèn trong buồng hỏng rồi, con chẳng học được. Nhưng mà bà có biết sửa đâu. Ra mà có thằng bố mày ở nhà thì nhoáng cái là xong. Thiếu người đàn ông trong nhà, loạn hết cả lên. Thôi, mày vào trong nhà ngồi đi, tí mẹ mày về bà bảo vào sửa cho. Chán thế, chả có điện để học. À, nhà ơi. Dạ, con chào mẹ. Thế cháu ở nhà có ngoan không mẹ? Nó khóc ra giả từ nãy tới giờ, dỗ rảnh mãi mới nằm im được một lúc đây. Thế sao mẹ không cho cháu non ti một tí? Chảy xuống tận rốn rồi, còn gì nữa mà ti. À, con vào trong buồng sửa cho thằng cò cái bóng điện đi, vừa thấy ra bảo là hỏng hóc cái gì đấy. Dạ vâng, để con vào con sửa. Này bác Hầu, con Hến vợ thằng Sò dạo này nhìn nuột thế nhỉ. Lâu không có người khai thác, tích nước trong người, chẳng căng mọng lên thì sao. Nhìn nó ngổn ngộn ra như thế, không húp thì phí. Hay là nhân tiện thằng chồng nó đi công tác xa nhà, anh em mình sang đấy đà đưa, dở đùa dở thật. Được thì sử dụng, không được thì thôi. Thằng Sò nó là bạn bè với anh em mình, ai lại làm thế? Bác, thì bạn mới sang giúp đỡ còn gì. Để lâu ngứa ngáy nó khổ thân ra. Bác không đi, để em. Bạn bạn bè bè, nó lại nhăm nhe vợ mình. Đời đúng là chẳng biết tin vào ai. Cô Hến khỏe như trâu ấy nhỉ, bê bỉ thóc cứ chạy băng băng. Chú Ngao đấy à, tôi chả làm thì ai làm cho. Anh Sò đi công tác suốt nên tôi phải làm hết, cày bừa cấy hái chăm bẵm con cái học hành, mọi việc vẫn phải ngon lành tinh tươm. Chị bây giờ có khác gì trụ cột trong gia đình, việc gì cũng đến tay. Nhưng mà có việc chắc là không tự làm được đâu. Chú đừng có mà coi thường. Việc gì đàn ông các chú làm được là tôi cũng làm được hết đấy. Đừng có đùa. Biết là Hến giỏi thật, nhưng mà
ruộng của mình sao có thể tự cày, hay là để thằng em này giúp cho. Tôi vẫn cày suốt mà. À, ý chú là cái ruộng nhỏ cỏ đen có đúng không? Thì đúng rồi. Để thằng em này khai thác hộ nhá. Coi như là thay anh sò bù đắp chút tình cảm nhá. Này, đây dễ tính chứ không dễ dãi. Cũng không phải giếng làng mà ai thích dùng thì dùng nhá. Cút. Úi giời, không cho khai thác thì thôi, làm gì nóng thế. Tôi gửi tiền. Anh lâu lắm không thấy về nhỉ? Công việc mà, bận bịu lắm. Thế tôi đi nhá. Vâng. Ơ, trả tôi cái mũ. Đây, gớm mà tôi lấy đâu mà. Thế về nhá. Ái à ơi, cái cò, cái cốc, cái công, ai nuôi mày lớn, sổ lông bay rồi. Ái à ơi. Chào hai mẹ con. Sao mấy tháng anh mới về thế? Để em ở nhà đêm ngóng ngày trông. Thôi, nín đi. Công việc mà. Anh cũng muốn ở nhà với mẹ con em lắm chứ. Con trai của mẹ về đấy à. Bố nhà anh cứ đi biển biệt suốt, làm con hến nó vất vả quá. Vừa làm mẹ lại vừa làm cha, việc lớn việc nhỏ vẫn là nó lo. Mẹ đây ạ. Con cũng biết công lao, sự hy sinh của vợ con là nhiều lắm. Nhưng mà vì công việc, phải vì nước quên thân, vì dân phục vụ. À, bố về rồi, bố về rồi. Thằng cò của bố ngoan. Đây, bố có quà cho con đây. Này, con xin. Thôi, anh vào rửa ráy chân tay đi, rồi nghỉ ngơi. Ừ. Đây, lịch thi đấu hàng tuần anh còn nợ. Em ghi hết vào trong sổ này này. Đợt này về tranh thủ, anh trả hết người ta đi. Không là em tính lãi đấy. Có nhiều không? Quyển sổ này có 100 trang, em mới ghi có một nửa thôi. Này xem đi. Ôi giời, bỏ mẹ rồi. Trả bài hết số này, chắc là bỏ.